Con tặng mẹ. Đấy, con dâu tặng đây, con dâu hôm nay mang quà gì mẹ tặng đây. Để mẹ thử mở xem nhá. Xem là có cái gì ở trong này. Nhưng mà mẹ bảo là nếu mà nó có cái mà cái ảnh siêu âm ấy thì mừng hơn. Đấy. Đọc cứ dục con dâu đẻ như là dục tà. Chán lắm. Cái gì trong này đây? Rồi ôi. Có hai món lận. Hai món liền này. À cái này nữa. Cái này là cái gì? Cái này là son dưỡng. Son hả? Để cho mẹ đỡ khô môi. Mẹ lưỡng okay, nước okay. Nên là cho mẹ uống, cho mẹ xung môi cho đỡ nước môi. Mà cái nào cũng được. Nó màu đó tệp với cái màu xăm môi của mẹ luôn. Thôi được rồi. Xem cái này. Cộm cộm cái này không biết này. Cái này. Cái đó là một cái tờ bên ngoài là tờ tìm bạn ăn là khách tặng cho con. Là con đi tour du lịch, con review cho khách. Ôi ơi. Là khách bo. Cái này hả? Khách bo 100 đồng. Ừ, tiền bản ăn đó, tiền nước ăn đó. Đó cho mẹ làm kỷ niệm. Một tờ, chồng con một tờ, mỗi người một tờ kỷ niệm. À đây này. Con dâu đi make up à? Dạ không, đi hướng dẫn viên du lịch. À đi hướng dẫn viên du lịch. Thế là được người ta tặng 100 20 đồng chứ. 100 đồng lận nhưng mà mỗi người mỗi cái làm kỷ niệm. Nhưng mà đây sao nó có số 20? Thì 20 bản Anh. À rồi 20 bản Anh. Này tiền Anh nhé cả nhà nhé, con dâu tặng mẹ này. Nữ hoàng là Elizabeth chồng đó. Một tờ. Ôi dồi ôi, con dâu này. Cho mẹ 4 tháng relax. Làm. Đây là quà con dâu tặng mẹ này. Ôi dồi ôi, cả nhà ơi này. Chuẩn chưa? Đấy, con dâu đi làm tặng mẹ đấy. 400 một tờ vàng, 2 tờ xanh. Ok, mẹ cảm ơn con nhiều. Con cảm ơn mẹ đã đẻ ra cho một người con trai rất là good. Rất là good hả? Hỗ trợ con hết mình. Yeah, ok. Rồi. Okay, bác. Con dâu ấy, con dâu tâm lý chưa? Này còn mua son cho mẹ để mẹ kiếm ông nhé. Đây. Đây. Son, úi dồi ôi, son đỏ chót này. Son gió. À, son gió. Vâng. Rồi, mẹ son thử. Ok. Này. Bôi thử đấy hả? Bôi thử đi. Bôi bình thường thôi, nó không có lem ra ngoài đâu, tại nó là son gió. Đúng rồi. Rồi lên đây. Đó, xong. Nó chỉ dưỡng môi thôi, cực tốt luôn. Đẹp. Đẹp lão chưa? Rất đẹp. Quay lên quay xuống nó đơn giản. Ok. Mẹ cảm ơn con nhiều. Rồi. Mẹ thấy đâu? Nhiều. Đó. Đó. Đấy. Ok. Đây này. Con quay đây này. Đấy. Hai vợ chồng về thăm mẹ này thì mang cái giường này về dùng này. Tại vì nhà của mẹ bé quá. Có mỗi cái giường của mẹ đây là phòng khách. Lần trước thì Hường về chỉ còn phải nằm cái nằm đất này. Kêu đau người gần chết. Cái này khác với bình thường này cũng thế rồi. Cái này nó bồng bềnh chán lắm. Ok. Ấy, có biết ai đây không? Con dâu yêu của tôi đấy nhé cả nhà ơi. Đang dục đẻ đấy. Ôi giời, bà nó trông mặt chả thấy đâu cả. Chán. Ok thôi, cắt đi.